Bây giờ là mình nhìn xa xa là mình đã thấy thành phố ở Mexico rồi đó, cô chú anh chị và các bạn. Giờ là chiếc tàu đang tìm chỗ cập bến này, chạy lên lên trên biển là 2 ngày 2 đêm từ ở Nam Cali tới Mexico. Và gia đình dùng tới cái đảo đầu tiên của Mexico là San Luca, là một hòn đảo thật là đẹp và nổi tiếng ở nước Mỹ đó cô chú anh chị và các bạn. Khi mình đi xuống tàu á, là mình cũng nhớ cầm theo passport cô chú anh chị và các bạn. Mình đi ra đi vào ở Mexico rồi tới Nam Cali á, dạ mình cũng phải cầm theo passport. Mình chuẩn bị get line đi ra đảo San Luca. Thank you. Nó bấm cái gì vậy? Nó nếm luôn á. Nó bấm nếm á. Đó, nó bấm á, nếm luôn á. Vậy là hello, đến tên đã Nam chúng mày chắc bắt con đi ra đảo ở Mexico. Có chén phát bò trước khi đi ra đảo á. Mình đổi, mình đi lên một chiếc tàu nữa. Giờ là mình lên một chiếc tàu nữa rồi đi tới cái đảo San Luca. Hai cái con tàu này, một mình. Yeah, Sean's a piece of shit. All he said was having fun. He went to work.
Four phái. Four ok. Ok, yeah. Four ok. Giờ bắt đầu kho vừa lên khối tàu là bắt đầu vô tới chợ. Chợ ở chợ mở, chợ ở mở, chợ ở tại Mexico. Trên một hòn đảo. Xa xa nhìn thấy thành phố nè. Xa xa thành phố nè. Nước sạch sẽ lắm nè. Hello, 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 hello. À, đi sáng nhật chợ. Mát mẻ, bên mát quá. Ha, không khí mát luôn. Hello, hello. Chợ, dạ chợ. Đó chợ trước xong rồi nói tấu. Nào đi tắm nha. Hả? Ô, bài đó đây. Có dịch vụ chụp hình luôn á. Ai muốn chụp hình hai hai làng đi cá này á thì mình chụp hình. Dạ. Giờ là đại gia đình vừa lên tàu bắt đầu đi vào nước Mỹ. Một phái đoàn 25 mình đang ở đâu rồi? Ồ, ở đây bây giờ ta đang ở Cabo San Lucas. Dạ. Ở chỗ này. Mình ôm mấy tiếng đồng hồ. Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Dạ. Uh-huh. Anh Pháp nói nhỏ quá, bạn con không nghe đâu. Anh Pháp nói mượn lên chứ. Dạ. Dạ, hello. Đi về là gia đình tới ở San Lucas. Hola, hola, cómo está? Hola, cómo está? Rất là an ninh trật tự luôn. Có phía bên đây, phía bên đó là đài hát luôn nè. Rồi người ta mặc cách yêu cổng rồi, cái xin lỗi, cô chú chị các bạn. Người ta không cho nên nó coi vào luôn. Rất là an ninh trật tự luôn. Rất là an ninh luôn á, báo vô là cái gì? Báo vô là người ta canh lính gác mua lính đồ quá trời luôn này, rất là an ninh trật tự. Nhìn nếu mở, nhìn nếu mở. Nhiêu độ khoảng 100 độ đó. Ôi đi lên vô nhậu kia coi hả? À, thì bây giờ là chắc 100 độ hả? Khoảng 100 độ á. Mới giờ lên tàu là có nhiều dịch vụ luôn. Đi tới nè, đi tới chỗ nào chỗ tàu là nhiều quá. Wow, con cá. Hola. Anh Nam, bạn nhiều quá nè. Hả? I know. Lấy cái mỏi đi ra không còn á. Bán quần áo này. Bên đây là bán quần áo. Ai có thiếu gì là mua. Bán toàn là quần áo đồ đi chơi ra biển. Sao coi kìa. À. Chúng ở Sài Gòn quá hai con chú chị và các bạn. Bên này là biển. Wow, á con cá gì lạ vậy? Wow. Cá thiệt là cái giá, cá thật luôn. Cá thật luôn. Cho mình hối nhớ. Oh my god. Cá là cá gì Nam? Wow, quay nè. Wow. Mình tự có chồng hình cá này, có chồng hình cá nên trả tiền.
ăn em lắm vậy ta. Ăn nào ở đâu mới tốn thôi, nước này rộng ngoài vậy ta. Ồ, phải rồi. Rồi, dịch vụ cho mướn có dịch vụ cho mướn dù luôn tại biển luôn, 20 đồng một cái dù ở cô chú chị và các bạn. Bãi biển quá tuyệt đẹp luôn. Wow, giống ở đảo Phú Quốc quá. Đi đâu cũng nhớ đảo Phú Quốc là đẹp tuyệt vời. Đây là cái đảo ở San Carlos nè, ở tại Mexico. Anh Năm lấy tiền anh Năm. Mình lấy một cái khen mà lấy nhái này hia. Rồi cha con dựng liều lên đó. Để tình con lấy đây ngồi hướng này, mình ba cái khen mà gió mát đẹp quá luôn nè. Ở hòn đảo ở xa xa nhìn thấy chiếc tàu đậu bên kia này, nó chiếc tàu đó là đậu bên kia mà đi qua bên này thì cô chú thì các bạn. Biển rất là đẹp luôn, nước trong xanh luôn. Hôm nay còn gặp cái ngày nắng nó bầu trời trong xanh, nước thì trong xanh luôn mà bãi biển sạch sẽ, không có bay mùi hôi gì hết đó cô chú anh chị và các bạn ơi, thích lắm luôn. Đó xa xa là ngay bên nhà gia đình của Dung á, tắm biển và đậu ngủ sợ nắng nữa nhá. Ở cái hòn đảo á đẹp ngưa luôn á cô chú anh chị và các bạn ơi, du thuyền này ngọc bến quá trời luôn này. Đó du thuyền lớn á, du thuyền lớn ở bên kia đậu bên kia đó. Mấy giờ rồi con? Đó du thuyền lớn á, đã đang ở bên đó đó, và mình du thuyền nhỏ đi qua bên cái đảo này là Dung nghĩ là người ta lái cũng khoảng 10 hoặc 15 phút. Biển nào cũng đẹp hết hay cô chú anh chị và các bạn, biển Việt Nam, biển Mỡ, biển Mỹ nào cũng đẹp, mỗi cái biển nó có cái vẻ đẹp khác nhau hơn cô chú anh chị và các bạn. Ngày dạo chơi trên đảo San Luca cô chú anh chị và các bạn, thì bây giờ là cũng 5 giờ chiều rồi, là mình trở lại cái du thuyền lớn đó, cô chú anh chị và các bạn. Rồi là ngày mai là mình tiếp tục đi đến một hòn đảo khác nữa. Dung mời cô chú anh chị và các bạn đón xem nha. Dung mến chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Ở trên tàu này có nhạc lớn quá này chứ không nghe rõ lắm.